Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Gốc Là Quen, chương trình được phát sóng trên kênh VTC6 Sài Gòn Channel. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay thì Ngọc Diễm xin mời quý vị và các bạn cùng khám phá một ngôi nhà thờ rất đặc biệt, đã 110 năm tuổi. Đây được xem là một trong những ngôi thánh đường đầu tiên dành cho giáo dân người Hoa ở vùng đất Sài Gòn Chợ Lớn. Nhắc đến đây thì có lẽ quý vị và các bạn cũng đã đoán được ngôi nhà thờ này, đó chính là nhà thờ Cha Tam, số 25 đường Học Lạc, phường 4, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Thân mến, hiện tại thì Ngọc Diễm đang đứng ở điểm cuối của con đường Trần Hưng Đạo. Có lẽ quý vị và các bạn hơi thắc mắc vì sao Ngọc Diễm lại đề cập đến con đường này. Theo Ngọc Diễm thì đây là một con đường khá là đặc biệt. Đường Trần Hưng Đạo thì bắt đầu từ vòng xoay trước chợ Bến Thành, chạy theo hướng đông tây. Đoạn đầu thì có 6 làn xe, đoạn giữa có 4 làn xe. Và càng về cuối như là nơi Ngọc Diễm đang đứng đây thì chỉ vừa đủ để hai chiếc xe hơi tránh nhau. Nhưng điểm đặc biệt hơn nữa đó là ở cuối con đường này có một ngôi thánh đường rất đặc biệt. Và ngày hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng Ngọc Diễm khám phá ngôi thánh đường này nhé. Ngôi nhà thờ này là một trong những nơi thể hiện rõ sự giao thoa văn hóa Đông Tây nhất ở vùng đất Sài Gòn Chợ Lớn. Bên cạnh nét kiến trúc Gothic thích quen thuộc, giống các nhà thờ ở châu Âu, những nét đặc trưng của kiến trúc Trung Hoa hiện diện rất rõ nét ở đây. Cổng nhà thờ được xây như tam quan, với mái lợp ngói âm dương, các đầu đao cong, hai bên cây thánh giá có hai con cá chép, thậm chí cả tên của nhà thờ cũng được ghi bằng chữ Hán. Ở khu vực Chợ Lớn ngày nay, tất cả các bảng biểu ở cửa hàng, cửa hiệu hoặc các công trình kiến trúc tiêu biểu do người Hoa xây dựng hoặc làm chủ đều ghi cùng lúc hai ngôn ngữ như vậy. Có lẽ ở Sài Gòn, chỉ có duy nhất nhà thờ Cha Tam là có cổng tam quan đặc biệt như vậy mà thôi. Về cơ bản, chúng ta vẫn nhận thấy nét kiến trúc cổ thích của nhà thờ với chiều cao và những tháp nhọn hết sức đặc trưng. Kiểu kiến trúc này ra đời ở châu Âu từ thời Trung Cổ và được áp dụng ở mọi nhà thờ trên thế giới. Nhưng tùy từng vùng, văn hóa và khoảng thời gian nhất định mà dạng kiến trúc này có những thay đổi mang đậm dấu ấn văn hóa địa phương. Ở đây, lại một lần nữa, các yếu tố phương Đông lại đang xen hòa quyện một cách tinh tế. Ở hai bên cổng chính vào thánh đường có treo đôi cầu đối chữ Hán viết: Từ đạo thánh nhân Cơ Thiết, mộ vô hư, Hà Nang tác thánh. Hỷ môn thiên, thượng lộ hành mặc, chỉ khả vọng đăng thiên. Có nghĩa là kìa đường căn bản, hàng thánh nhân, kiên tâm theo đuổi mau nên thánh. Nọ của Phúc Thiên, bậc hiền sĩ, vững chí tiến lên dễ tới trời. Nội dung chính của câu đối này khuyên người ta sống tốt đời đẹp đạo, cho cuộc đời hiện tại và cả cuộc đời sau này được nhẹ nhàng thanh thoát hơn. Trên tháp chuông là bức tượng thánh bổn mạng của nhà thờ Thánh Francisco Xavier, nhà truyền giáo xuất sắc ở thế kỷ 16. Xét về lịch sử, nhà thờ Cha Tam là một trong những ngôi thánh đường dành cho giáo dân người Hoa đầu tiên tại Chợ Lớn. Cái tên Cha Tam là cách gọi dân gian, còn tên chính thức của ngôi giáo đường này là nhà thờ Thánh Francisco Xavier. Dạ thưa chú có thể cho quý khán giả được biết là ai là người đầu tiên đã thành lập nên nhà thờ này và tiểu sử của ngài được không ạ? Về tiểu sử của Cha Tam thì ngài là người Trung Quốc, được cha mẹ gửi cho một người nữ tu đem qua Việt Nam, và đồng thời ngài học ở dòng Sài Gòn, đại chủ nhiệm Sài Gòn về tiểu chức linh mục, rồi ngài được bổ nhiệm về đây coi nhà thờ này. Chú có thể nói qua cho khán giả được biết là ban đầu khi Cha Tam tới đây thì có bao nhiêu giáo dân, và sau đó khi mà mình thành lập cái nhà thờ này thì có những khó khăn gì? Nhà thờ Cha Tam không phải là cái nơi này. Trước tiên ngài về thì chưa biết gì cái trên lãnh thổ Chợ Lớn này. Ngài mua một cái đất cất nhà thờ tại ngã ba Châu Văn Liêm, là ngã tư Trần Liêm và Trần Đạo. Rồi xong rồi bỏ cái đó ra, tư
ra một địa điểm thứ hai là ngã ba Hùng Vương và Phùng Hưng. À, rồi ngã ba Hùng Vương Phùng Hưng thì tới không đủ cái sự tiêu chuẩn trong ngày định, do đó cho ngày về đi mua ba mẫu đất ở tại nhà thờ Chợ Tam mới này và thành lập đủ các trường học, các nhà nguyện, rồi các cấp nhà để cho giữ dân. Vậy thưa chú, vì khi còn sống thì cha Tam là người như thế nào ạ? Cha Tam là người rất hiền lành, người ở Trung Quốc, nhưng mà ngài có yêu người rất nhiều, do đó cho nên ngài đi thành lập cái hội đạo kia, hội đạo nọ để cho giúp cho mọi người trong cái đời sự sống. Cuối thế kỷ 19, nhận thấy những giáo dân người Việt gốc Hoa ở Chợ Lớn không có giáo đường để cầu nguyện, Thống đốc Nam Kỳ khi đó là La Grandier đã cho phép giáo dân khu vực này xây dựng một ngôi giáo đường riêng. Ngày 3 tháng 12 năm 1900, một ngôi giáo đường mới được khởi công xây dựng. Linh mục Pierre de Assou, có tên Hoa là Tam Assou, gọi theo tiếng Việt là Tam, đã đứng ra mua đất, xây dựng nhà thờ và trở thành cha sở đầu tiên của ngôi giáo đường này. Chính vì vậy, dân gian quen gọi ngôi giáo đường này là nhà thờ cha Tam. Ngày 10 tháng 1 năm 1902, ngôi giáo đường được khánh thành. Sau đó, cha Tam cho xây dựng trong khu vực nhà thờ một trường học, nhà nuôi trẻ, một nhà nội trú và một số nhà cho thuê làm nhà thuốc. Năm 1934, cha Tam qua đời, được an táng ngay trong nhà thờ. Nằm bên trái của thánh đường là dãy nhà dành cho những người phụng vị Chúa. Dãy nhà này được dựng lên từ khi cha Tam xây dựng nhà thờ cùng rất nhiều công trình khác. Mặc dù có sửa chữa một đôi lần, nhưng nét cổ kính với mái ngói âm dương, với kiến trúc mang phong cách Pháp Nam điển hình của dãy nhà này vẫn được gìn giữ qua bao biến thiên của lịch sử. Dù nằm nét mình trong không gian khá rộng của nhà thờ, nhưng dãy nhà mục vụ vẫn có một nét gì đó trầm mặc và duyên dáng. Điểm tô thêm cho tổng thể kiến trúc nơi đây. Ngày nay, dãy nhà này được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, nhưng về cơ bản, đây là nhà sinh hoạt và làm việc của cha sở tại, cha Huỳnh Trụ. Trong khuôn viên nhà thờ, không chỉ có nhà mục vụ, mà còn có cả những căn nhà phục vụ cho việc học tập, chữa bệnh cho không chỉ giáo dân, mà còn cho cả những người dân sống xung quanh đây. Sau khi xây dựng nhà thờ, cha Tam còn xây thêm được một trường học, một nhà nuôi trẻ, một nhà nội trú và một số nhà ở cho thuê. Số giáo dân người Hoa lúc bấy giờ đã lên đến khoảng 400. Khu vực này còn lại là nhà sinh hoạt cho mọi người. Phía trước thánh đường các nhà thờ thường đều có một vườn hoa hoặc một hang đá. Đó là nơi những người xây dựng nhà thờ đặt tượng Đức Mẹ hoặc tượng Thánh Bổn Mạng nhà thờ, và cũng là nơi hàng Giáng sinh họ dựng lên những hang đá diễn lại tích xưa. Ở nhà thờ cha Tam, dù không hoành tráng về kích thước nhưng lại độc đáo về phong cách kiến trúc. Tượng đài Đức Mẹ được đặt dưới một mái vòm nhỏ với những nét hoa văn trang trí độc đáo, mà nhìn từ xa người ta dễ liên tưởng đến một mái đình thu nhỏ. Những chi tiết như mái ngói cong, kiến trúc cột, các thanh xà bằng gỗ được trang trí họa tiết phương Đông tinh xảo và những bức phù điêu bằng cả tiếng Việt và tiếng Hoa đã làm nên sự đặc biệt cho ngôi thánh đường thiêng liêng này mà không đâu có được. Nó vừa phản ánh sâu sắc quan niệm của giáo dân người Việt gốc Hoa ở Chợ Lớn, vừa là sự dung hợp hài hòa của tôn giáo, văn hóa và cả kiến trúc. Đây cũng là nơi những con chiên của Chúa thường cầu nguyện mong Đức Mẹ ban phước, bao bọc và che chở cho những người yêu thương của mình. Thánh đường nhà thờ cha Tam về cấu trúc cũng giống như bao thánh đường khác, cũng vẫn những cây cột cao, những vòm nhọn đặc trưng của kiến trúc Gô Thích, khiến cho những ai bước vào bên trong nhà thờ cũng chợt cảm thấy mình nhỏ bé trước các thế lực siêu nhiên. Đây là cảm giác ai cũng đã từng trải qua khi bước vào bất kỳ thánh đường nào. Ở nhà thờ cha Tam này, người ta vẫn bắt gặp cảm giác mình trở nên nhỏ bé, nhưng lại không cảm thấy xa lạ, vì không gian và vật dụng bên trong thánh đường được trang trí bằng những hoa văn họa tiết phương Đông rất gần gũi. Đặc biệt, trong thánh đường nhà thờ cha Tam có 4 cây cột được sơn màu đỏ. Điều này cũng hết sức lạ lẫm, bởi màu đỏ, mà đặc biệt là màu đỏ tươi, là màu không được dùng phổ biến trong các công trình kiến trúc công giáo. Có lẽ ở Việt Nam,
Ngoài nhà thờ đá Pháp Diệm ở thị trấn Pháp Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình ra, thì không có một nhà thờ nào được trang trí bằng những chất liệu, màu sắc mang đậm hơi thở dân gian Việt Hoa như thế này. Đặc biệt là gian cung thánh còn có đôi câu đối mà nội dung của nó vừa gần gũi, lại vừa phản ánh đúng tâm nguyện của những giáo dân người Việt gốc Hoa. Thiên hương vĩnh phúc phương năng sung thiện tâm. Ảo thế phù vinh, bất túc mãn nhân nguyện. Có nghĩa là hạnh phúc quê trời là bền lâu, khiến lòng thiện tâm thêm dày dặn. Quý vị và các bạn thân mến, nét kiến trúc của thánh đường này là sự đan xen của hai nền văn hóa Đông và Tây rất rõ rệt, mà hiếm có một thánh đường nào có được, như là cổng Tam Quan, Đại Đức Mẹ, mái ngói âm dương hay những hàng cột đỏ xân son thiếp vàng. Nhưng đặc biệt hơn cả, đó là hình tượng hoa sen. Rất là lạ phải không nào? Lạ là vì hoa sen là hình tượng chỉ xuất hiện trong những công trình tín ngưỡng của Phật giáo. Bộ bàn ghế này xứng đáng được xếp vào những hàng cổ vật hiếm thấy của đất Sài Gòn Chợ Lớn. Theo những người quản lý nhà thờ cho biết, bộ bàn ghế này được làm từ một loại gỗ quý và nó được chế tác từ năm 1805, tức là có trước khi cha Tam ra đời 50 năm. Bộ ghế này được cha Tam mang sang Việt Nam nhân dịp mừng lễ khánh thành ngôi thánh đường vào năm 1902 và được đặt ở gian cung thánh từ đó đến nay. Vậy là sau hơn 2 thế kỷ, các chi tiết họa tiết của bộ bàn ghế vẫn thể hiện được vẻ tinh xảo, ánh mượt như ngày nào. Nhà thờ cha Tam ghi dấu của mình trong lịch sử Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Cuối năm 1963, chính quyền Sài Gòn khi đó do Ngô Đình Diệm đứng đầu, lâm vào khủng hoảng trầm trọng. Ngày 1 tháng 11 năm 1963, một cuộc đảo chính quân sự do các tướng Dương Văn Binh, Tôn Thất Đính cầm đầu đã nổ ra. Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu phải bỏ dân Gia Long mà chạy về nương nhờ ở một gia đình thương nhân người Hoa tên là Mã Tuyên ở khu vực Chợ Lớn. Quý vị và các bạn thân mến, đây là một băng ghế khá là đặc biệt. Tổng thống Ngô Đình Diệm đã quỳ ở đây cầu nguyện trước khi ông tự nộp mình cho quân đảo chính. Cũng chính vì những dấu ấn đặc biệt ở cả văn hóa kiến trúc và lịch sử đó mà nhà thờ Cha Tam đã trở thành một trong những điểm du lịch được rất nhiều du khách đến tham quan, đặc biệt là du khách nước ngoài. Ngày nay, nhà thờ Cha Tam vẫn là một địa điểm sinh hoạt tôn giáo đóng vai trò quan trọng trong đời sống tâm linh của người Việt gốc Hoa, vùng đất Chợ Lớn. Ở nhà thờ Cha Tam có cả những buổi thánh lễ bằng tiếng Hoa và cả những buổi thánh lễ bằng tiếng Việt. Và đặc biệt hơn là vào ngày bổn mạng nhà thờ 3 tháng 12, tại đây còn có thánh lễ song ngữ rất độc đáo. Có thể thấy, dù có sự khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa, nhưng dưới vòng tay của đấng thiêng liêng, dù là người Việt hay người Hoa, họ vẫn sống đoàn kết, nương tựa vào nhau, tương thân tương ái. Là một ngôi thánh đường rất là đặc biệt đúng không nào? Đối với người dân thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và người dân theo đạo Thiên Chúa trên cả nước nói chung thì cái tên nhà thờ Cha Tam đã trở nên rất quen thuộc. Thế nhưng có lẽ sau chuyến khám phá thú vị này thì quý vị và các bạn cũng đã tìm ra được những cái lạ bên cạnh những điều mà quý vị tưởng chừng như rất quen thuộc rồi. Chương trình Góc Lạ Quen của chúng tôi rất vui khi đem đến những điều thú vị ấy cho quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì chương trình của chúng tôi xin được phép khép lại tại đây. Xin mời quý vị và các bạn sẽ tiếp tục đón xem những số tiếp theo của chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.